Đúng là mỗi một thế hệ hay là mỗi một lứa tuổi thì nó sẽ có những cái suy nghĩ là khác nhau. Nhưng mà xét cho cùng là có cái câu nói mà Duân Duân vừa chia sẻ mình cũng thấy rất là thích và cũng thấy rất là đúng, bởi vì là không có ai giống ai cả ở trên cuộc đời này, và đó là hiển nhiên rồi. Tuy nhiên thì mình thì nói rằng là trong cái công việc đi, trong cái công việc mà mình đang làm, và mình có thần tượng ai hay là có một cái hình mẫu nào đó để mà mình theo đuổi, thì hình mẫu để mà theo đuổi giống như mình có, nếu mà nghe từ đầu livestream đến bây giờ thì mình có nói là trong cái công việc ấy, để mình nghĩ là đam mê ấy, thì có một hình mẫu, đó là mình nhìn thấy những người sếp của mình và mình đặt ra đấy là mục tiêu, đấy là mục tiêu, và để mà mình, đó là cái đích đến mà tôi sẽ làm mọi thứ để tôi sẽ thành công như vậy. Như vậy ở đây không phải là một hình mẫu nào đó mình yêu thích hình mẫu đấy, hay mình yêu thích một người sếp, hay mình yêu thích một một người nổi tiếng nào, một người thành công, một doanh nhân, nhưng đôi khi chúng ta chỉ là ngưỡng mộ cái sự thành công của họ, hay những cái câu chuyện của họ, những gì mà họ đã trải qua, và họ truyền cho mình một cái ngọn lửa để mà mình theo đuổi. Thì hình mẫu thì có rất nhiều hình mẫu, mỗi một khía cạnh trong cuộc sống mình đều có một cái hình mẫu. Ví dụ như là mình chơi đàn cổ tranh thì mình sẽ đặt ra mục tiêu là tôi sẽ, tại vì tôi yêu thích cái người nghệ sĩ này và tôi sẽ bị ảnh hưởng bởi cái phong cách đánh của người ta, là người ta và cái con đường của người ta đi, hay cái cách chơi nhạc của người ta, hay giống như vị sếp khi mà tôi còn là một nhân viên đó, thì tôi lại muốn là tôi sẽ thành công như vậy. Nhưng mà ở không phải là mình sẽ dập khuôn, hay là tôi sẽ phải làm mọi thứ để mà tôi được giống chị đi con đường như nào tôi cũng sẽ đi như vậy, hay là anh đi con đường như nào tôi cũng sẽ phải, mọi thứ tôi bắt chước theo đó sẽ là bắt chước. Mà khi mà mỗi người là không giống nhau rồi, người ta có thể thành công như vậy nhưng mình rất là khó để mình thành công theo. Nhưng nếu như đặt ra họ là một cái mục tiêu để mà mình sẽ được như họ, họ gieo cho mình ngọn lửa, và trên cái con đường của mình đi nó sẽ khác, bởi vì khi mà mình vào hành động đó, thì mỗi một cá tính nó sẽ khác nhau và cái hoàn cảnh nó cũng sẽ khác nhau. Khi mà mình tạo ra giá trị thì chắc chắn hay là kết quả nó đều khác nhau rồi, rất là khó. Giống như Vân Anh có bảo là mọi người cứ khen, hoặc là Vân Anh bảo là ngày xưa thì Vân Anh vào, hay là Vân Anh muốn là sau này cũng như là anh Hưng hay như thế nào đấy, thì đó chỉ là gọi là có khi là truyền cảm hứng thôi, truyền cảm hứng thôi, nhưng mà con đường đi của Vân Anh lại khác, hay giống như là bản thân mình cũng như vậy đấy. Mình rất là yêu thích những người doanh nhân này, doanh nhân kia, hay những người thành công này, hay rất nhiều trên thế giới, hay như Việt Nam có rất là nhiều người thành công, nhưng họ chính là những cái truyền cảm hứng cho mình, như đó tiếp cho mình những cái ngọn lửa khi mà mình nghe, hay là mình khi mà mệt mỏi quá nhìn thấy cái hình ảnh của họ thôi, và mình nhìn lại cái hình ảnh của họ, lắng nghe câu chuyện của họ cũng đã là một cái động lực để cho mình làm tiếp những cái công việc của mình, và chắc chắn là nó cũng sẽ không giống nhau, cái thành công của mỗi người nó cũng không giống nhau nữa. Đó thì mình không có một cái hình mẫu cụ thể nào để mà mình dập khuôn cả, nhưng mà mình có rất là nhiều thần tượng. Mình sẽ thực tế hơn một chút, có nghĩa là trong mỗi một lĩnh vực hay một công việc ấy, thì mình sẽ có một cái gọi là một cái hình mẫu để đặt ra, đó là một cái mục tiêu cho mình. Ví dụ như là những nhìn những người sếp của mình thì khi để làm cái mục tiêu để mà mình hành động. Còn sách thì cũng thế, có nghĩa là mình đọc rất là nhiều sách, và có một cái cuốn sách là mình rất là thích, đó là Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình. Thì mình nghĩ rằng là có mỗi một người thì sẽ có những cái quyển sách yêu thích của mình, của chính mình, nhưng mà mình cũng đọc qua rất là nhiều những quyển sách, nhưng mà quyển sách mà mình yêu thích nhất đó là Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình, cũng khá là phù hợp với cả tính cách của bản thân. Mình là một người rất là thích quảng giao và ngoại giao, và cái đó nó cũng là một cái để cho mình đi nhanh hơn trong nghề.